Xin chào tất cả các em học sinh đã đến với trang web vietjet.com. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong bộ sách toán lớp 7 Chân trời sáng tạo. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương 5 một số yếu tố thống kê. Thì ở bài trước là chúng ta đã tìm hiểu về biểu đồ hình quạt tròn rồi đúng không? Thì ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một biểu đồ khác là biểu đồ đoạn thẳng. Đây chính là nội dung của bài số 3. Chúng ta sẽ đi vào phần A là câu hỏi đầu bài. Hoạt động khởi động trang 102 có nội dung là em hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc là giảm của số liệu theo thời gian trong bảng dữ liệu trên. Thì ở đây chúng ta quan sát đây là điểm bảng dữ liệu này biểu diễn là điểm toán của bạn Tú trong 5 tuần liên tiếp. Thì từ tuần 1 đến tuần 5 là có điểm tương ứng của mỗi tuần đúng không nào? Như ở đây là tuần 1 thì 8 điểm. Tuần 1 là bạn Tú là 8 điểm môn toán. Tiếp là tuần 2 là 6 điểm. Tuần 3 là 6 điểm. Tuần 4 là 9 điểm. Và tuần 5 là 10 điểm. Vậy thì ở đây này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận xét về sự tăng hoặc là giảm. Chúng ta nhận xét như sau. Trong bảng số liệu thì điểm môn toán của bạn Tú trong 5 tuần liên tiếp là có sự thay đổi. Đúng không nào? Thì ở đây là nhìn chung này. Thì từ tuần 1 đến tuần 2. Đây, tuần 1 đang là 8 điểm. Tuần 2 xuống 6 điểm thì đây đang là chiều hướng là giảm đúng không nào? Giảm thì ở đây là chúng ta thấy này là 8 trừ đi 6 là bằng 2. Tức là từ tuần 1 đến tuần 2 thì giảm 2 điểm. Được chưa nào? Tức là từ 8 điểm xuống 6 điểm. Tiếp là từ tuần 2 đến tuần 3 là tuần 2 đang 6 điểm, tuần 3 cũng là 6 điểm luôn. Vậy thì từ tuần 2 đến tuần 3 là số điểm không thay đổi. Tiếp từ tuần 3 đến tuần 4 thì tuần 3 là 6 điểm này, tuần 4 là 9 điểm là có chiều hướng tăng đúng không? Và từ tuần 4 đến tuần 5, tuần 4 là 9 điểm, tuần 5 là 10 điểm thì cũng có chiều hướng là tăng. Vậy thì ở đây là từ tuần 3 đến tuần 5 nhìn chung là có chiều hướng là tăng. Tăng ở đây chúng ta xem sự tăng bao nhiêu nhé. Tuần 5 đang là 10 điểm này, tuần 3 ở đây là 6 điểm, vậy thì chúng ta sẽ lấy là 10 trừ 6 là 4. Tức là tăng 4 điểm từ 6 điểm đến 10 điểm. Vậy thì ở đây này, có trên bảng dữ liệu thì biểu nhận xét là về sự thay đổi số liệu đúng không nào? Vậy thì ở đây là chúng ta đặt ra câu hỏi ở đây là có cái gì để biểu diễn cho cái sự thay đổi này hay không? Biểu diễn ở đây là như phần biểu đồ hình quạt tròn ở buổi trước ấy, thì chúng ta đã nhận xét là về sự biểu diễn là tỷ lệ phần trăm của thành phần so với tổng thì chúng ta sẽ dùng là biểu đồ hình quạt tròn. Vậy thì ở đây là chúng ta dùng cái biểu đồ gì để biểu diễn cho sự tăng hoặc là giảm số liệu đó? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào phần câu hỏi giữa bài. Hoạt động khám phá 100-102 có nội dung là trong hình dưới đây, dãy số liệu trên được biểu diễn có trên các điểm có đánh dấu theo thứ tự là điểm biểu diễn số ly trà sữa được bán được của tiệm Trân Châu vào các ngày trong tuần. Em hãy cho biết số ly bán được trong các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, số liệu vừa đọc được tăng hay giảm. Thì ở đây chúng ta quan sát này, thì ở đây đây chính là chúng ta nhìn lên ở đây này, biểu đồ ở đây thì chúng ta nhìn thấy này là từ ở đây là số ly trà sữa bán được của tiệm Trân Châu và ở đây có các ngày này, từ đây là chủ nhật này, chủ nhật của tuần trước đó đến tận thứ 7 của tuần sau đó. Thì ở đây này, như ở đây thì nhìn vào biểu đồ thì chúng ta sẽ nhìn thấy là như ở đây chủ nhật thì là 50 cốc này, rồi tương ứng ở đây là có các số liệu tương ứng rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta nhìn thấy này là từ chủ nhật của tuần trước đó đến thứ tư là chúng ta đang nhìn thấy là cái nhánh này đang đi xuống này đúng không nào? Và từ thứ tư đến thứ bảy thì chúng ta nhìn thấy là cái nhánh này đang đi lên đúng không? Rồi, thì ở đây là chúng ta sẽ dựa vào số liệu và ở đây là toàn bộ ở trên biểu đồ này chúng ta sẽ đọc được sự tăng hay là giảm ở trên biểu đồ này nhé. Đầu tiên này, dựa vào hình vẽ trên thì số ly trà sữa bán được trong ngày thứ 3 là 35 ly, thứ 4 là ở đây là thứ 3 là 35 ly này, thứ 4 là 20 ly, thứ 5 là 35 ly. Thì ở đây là số ly trà sữa từ thứ 3 đến thứ 4, đây từ thứ 3 này
thứ ba đến thứ tư là ở đây đang có chiều hướng là gì nhỉ? Ở đây là chiều hướng là giảm đây, từ 35 này xuống còn 20 thì là có chiều hướng là giảm. Tiếp theo là từ thứ tư đến thứ năm thì đây là từ thứ tư là 20 này, thứ năm là 35 thì ở đây đang có chiều hướng là tăng. Chúng ta dựa vào số liệu thì chúng ta cũng biết là tăng hay giảm, hoặc là chúng ta nhìn thấy ở đây là cái đường biểu diễn này đang đi xuống này, đường biểu diễn này thì đi lên đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thực hành một. Trang 104 có nội dung là bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được khi cất vó trong mỗi giờ từ 7 giờ đến 12 giờ của bản cát. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy bảng dữ liệu nhé. Ở đây là số cá bắt được khi cất vó từ 7 giờ đến 12 giờ của bản cát. Là gồm có các giờ cất vó là 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ và 12 giờ. Ở đây có các khung giờ. Thì ở đây là có số cá bắt được tương ứng của mỗi giờ ở đây. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn sự thay đổi này. Thì ví dụ như ở đây là từ 7 giờ đến 8 giờ này thì số lượng con cá sẽ là giảm đúng không? Rồi đến 9 giờ thì sẽ giảm xuống này, tương ứng như thế nhé. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Đầu tiên bước 1 thì chúng ta sẽ vẽ trục nằm ngang và trục thẳng đứng vuông góc với nhau. Trục nằm ngang là tương ứng là ghi mốc thời gian giờ cất vó. Cho nào, có các giờ cất vó được biểu diễn ở trên hình trên bảng thống kê là 7 giờ, 8 giờ ấy, đến 12 giờ đó. Tương ứng là trục thẳng đứng thì có số số cá mà được cất với ở tương ứng ở mỗi giờ. Chính là ở đây thì khoảng cách của mỗi vạch là 2, tại vì ở đây là lớn nhất là 10. Thì ở đây là chúng ta sẽ chia khoảng cách là 2 nhé. Ở đây là bước thứ hai thì tại mỗi giờ cất vó trên trục nằm ngang đánh dấu một điểm cách mốc thời gian theo chiều thẳng đứng cách khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian. Có nghĩa là ở đây tương ứng là khoảng chia trên trục thẳng đứng. Thì ở đây là tại mỗi giờ cất là lớn lớn nhất là 12 giờ. Vậy thì ở đây là mỗi mốc thời gian thì chúng ta sẽ đánh dấu một điểm, được chưa? Chúng ta sẽ đánh dấu, sau đó thì chúng ta sẽ biểu diễn là mốc thời gian đó. Tiếp theo là vẽ các đoạn thẳng nối tương ứng với các điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp. Ta được một cả đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi số liệu theo thời gian. Vậy thì ở đây này, như ở đây thì chúng ta sẽ biểu diễn này, sau khi chia hai trục ra, chúng ta sẽ chia hai trục là vuông góc với nhau. Tương ứng là biểu diễn số giờ cắt vó và số cá bắt được. Thì ở đây là mỗi giờ chúng ta sẽ biểu diễn với một số liệu thì sau đó thì chúng ta sẽ nối mỗi giờ là tương ứng là biểu diễn là một điểm, sau đó thì chúng ta sẽ nối các điểm đó với nhau như ở đây. Và tiếp theo sau khi xong thì chúng ta sẽ hoàn thiện biểu đồ. Hoàn thiện biểu đồ thì có các bước cần hoàn thiện ở đây là, ở đây đầu tiên là chúng ta phải ghi tên biểu đồ. Tên biểu đồ ở đây tương ứng chính là tên ở trên bảng thống kê, là số cá bắt được từ khi cắt vó từ 7 giờ đến 12 giờ của bản cát. Ghi chú các số liệu trên các đầu đoạn thẳng này. Thì ở đây là ghi chú các số liệu thì ở đây là giờ cắt vó thì đơn vị là giờ, số cá thì đơn vị là con. Ghi tên đơn vị ở hai trục đấy. Rồi, thì ở đây trục ngang chính là giờ và trục dọc chính là số con cá nhé. Và từ đó thì ta sẽ có biểu đồ đoạn thẳng như sau. Đây thì có chúng ta hình dung này, đây là hai trục nhá. Đây là hai trục này, một trục là giờ này. Chúng ta sẽ chia khoảng cách ở đây là chúng ta sẽ chia khoảng cách là tối đa là 12 giờ. Và ở đây là số con cá là từ từ 0 đến 12, chúng ta sẽ mỗi vạch chúng ta sẽ chia chia mà khoảng cách mỗi khoảng cách là hai con đúng không? Rồi, và tương ứng như thế thì ví dụ như ở đây là 7 giờ là 8 con cá này, 8 giờ thì là 6 con, rồi 9 giờ là 3 con này, 10 giờ là 10 con. Tương ứng như thế thì mỗi giờ thì chúng ta sẽ lấy một điểm ở đây, sau đó thì chúng ta sẽ nối tất cả các điểm này lại với nhau. Thì chúng ta nhìn xem ở đây thì biểu đồ ở đây này.
chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thay đổi này, đúng chưa nào? Lúc đầu từ 7 giờ đến 9 giờ thì có chiều hướng là giảm xuống đúng không? Từ 9 giờ đến 10 giờ thì có chiều hướng là tăng. Sau đó là từ 10 giờ đến 11 giờ là lại giảm. Và từ 11 giờ đến 12 giờ lại tăng. Vậy thì ở đây là từ biểu đồ ở đây thì chúng ta sẽ xem thử là nên đi bắt cá vào cái giờ nào để được nhiều cá nhất đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng 100-105 có nội dung là trong các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc trong biểu đồ ở ví dụ 2, em hãy cho biết câu A là đoạn nào dốc lên, đoạn nào dốc xuống. Câu B là ngày nào lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa. Vậy thì chúng ta sẽ quan sát biểu đồ ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy này, đoạn dốc lên là đoạn từ đây đến đây là từ thứ hai đến thứ tư đây đúng không? Rồi, và đoạn thứ hai là từ thứ sáu đến thứ bảy đây đúng không nào? Rồi, đoạn dốc xuống thì là đoạn từ đây đến đây đúng không nào? Là thứ tư đến thứ sáu. Rồi, câu B thì hỏi là lớp 7A thu gom trên 100 chai nhựa là vào ngày nào đúng không? Thì ở đây chúng ta quan sát này, từ thứ 2 đến thứ 6 này thì tất cả các số này đều bé hơn 100 đúng không? Chỉ có 2 ngày thứ 7 và chủ nhật là lớn hơn 100. Vậy thì chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Câu A là trong các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc được biểu diễn trong biểu đồ ở ví dụ 2 thì đoạn dốc lên là từ thứ 2 đến thứ 4 và từ thứ 6 đến chủ nhật như lúc nãy cô vừa trình bày và chúng ta vừa quan sát biểu đồ. Tiếp là đoạn dốc xuống tức là từ thứ tư đến thứ sáu là biểu diễn là cái đoạn là đi xuống đúng không nào? Câu B thì ở đây chúng ta quan sát này, như lúc nãy cô vừa phân tích xong thì các ngày từ thứ hai đến thứ sáu là có số chai nhựa mỗi ngày là đều bé hơn 100 chai nhựa và ở đây là thứ bảy và chủ nhật thì lớn hơn 100 chai nhựa, cụ thể là thứ bảy là 105 chai nhựa và chủ nhật là 168 chai nhựa. Vậy thì câu B chúng ta sẽ trình bày là ngày thứ bảy và chủ nhật là lớp 7A thu gom trên 100 chai nhựa. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thực hành 2 trang 106 có nội dung là hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng. Thì chúng ta quan sát ở đây là biểu đồ lượng mưa các tháng năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây chúng ta có hai cột này, cột thứ nhất là biểu diễn là lượng mưa. Lượng mưa là đơn vị là mm và cột thứ hai là cột nằm ngang là biểu diễn là các tháng. Thì ở đây là biểu đồ này là biểu diễn lượng mưa trung bình của các tháng, chưa nào? Thì ở đây chúng ta quan sát này là có biểu diễn lượng mưa của các ngày ở đây. Vậy thì ở đây này là chúng ta phân tích, thì đầu tiên này chúng ta sẽ phân tích biểu đồ đoạn thẳng. Thì biểu đồ ở đây là biểu diễn thông tin về lượng mưa trung bình của các tháng năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây cụ thể là ở trên biểu đồ người ta đã có ghi rồi đúng không nào? Rồi, và đơn vị tính thì đơn vị thời gian là cột nằm ngang thì đơn vị là tháng, còn đơn vị về số liệu tức là ở đây là lượng mưa ấy là cột thẳng đứng là đơn vị là mm. Thì ở đây chúng ta quan sát này, trên biểu đồ ở đây thì chúng ta xem ở các điểm ở đây này thì lớn nhất ở đây chính là tháng 9 đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ dựa vào trên biểu đồ này chúng ta sẽ xem thử lớn nhất ấy là tháng 9 có lượng mưa cao nhất là 342 mm. Ở đây là trên biểu đồ là người ta đã ghi số liệu luôn rồi thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ đọc số liệu luôn. Còn thấp nhất là ở đây. Ở bên dưới này thì lượng mưa thấp nhất là tháng 2. Tháng 2 có lượng mưa thấp nhất là 4 mm. Rồi, thì ở đây là chúng ta sẽ xét đến sự tăng giảm của giữa các tháng. Thì ở đây là xem thử sau khi là xét xong về sự cao thấp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xét sự tăng giảm giữa các tháng. Thì ở đây chúng ta xem này. Thì ở đây có sự tăng. Tăng ở đây chính là ở đây này chúng ta nhìn thấy này là từ tháng 1 đến tháng 2 là giảm đúng không? Từ tháng 2 này đến tháng 6 thì là tăng. Rồi, tiếp từ tháng 6 đến tháng 8 thì lại giảm xuống. Từ tháng 8 đến tháng 9 lại tăng. Và từ tháng 9 đến tháng 12 thì lại giảm đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xét sự tăng. Ở đây là đầu tiên là tăng này. Tăng thì sẽ có các tháng là từ tháng 2 đến tháng 6 là tăng từ 4 mm lên 309 mm.
Là tiếp là từ tháng 8 đến tháng 9 là từ 271 mm đến 342 mm. Tiếp theo là giảm là các tháng này, từ tháng 1 đến tháng 2 tương ứng là giảm 14 mm xuống còn 4 mm. Là tiếp theo là từ tháng 6 đến tháng 8 là giảm từ 309 mm đến 271 mm. Và cuối cùng là cái khoảng là từ tháng tháng 9 đến tháng 12 là giảm từ 342 mm đến 47 mm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng 2 trang 106 có nội dung là nếu quy ước lượng mưa của mỗi tháng trong mùa mưa trên 100 mm thì em hãy cho biết là mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng nào và kết thúc tháng nào. Thì ở đây này, thì chúng ta quan sát ở trên biểu đồ ở đây, thì biểu đồ ở đây là chúng ta đây là biểu đồ chúng ta vừa phân tích ở phần trước rồi đúng không? Ở đây khi mà phân tích xong ở phần thực hành 2 ấy, thì chúng ta sẽ phân tích xem này, thì chúng ta quan sát là ở đây là những tháng mà có lượng mưa là trên 100 mm thì đấy chính là mùa mưa. Vậy thì chúng ta nhìn thấy này, đây chỉ có là cái khoảng từ đây là tháng 5 là 213 mm này. Đây là vẫn trên 100 này, đến tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 đều là trên 100 mm. Vậy thì cái khoảng này là tương ứng là mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là từ tháng 5 đến tháng 11. Vậy chúng ta trình bày như sau. Ta thấy là từ tháng 5 đến tháng 11 thì lượng mưa trung bình đều trên 100 mm. Vậy thì mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng 5 và đến tháng 11 thì kết thúc. Sau khi tìm hiểu xong cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng, cách đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta sẽ đi giải bài tập trong sách giáo khoa nhé. Đầu tiên là bài 1, trang 106 có nội dung là vẽ biểu đồ đoạn thẳng, biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau. Thì ở đây là bảng thống kê là số học sinh lớp 7C đạt điểm tốt môn toán trong 4 tháng. Thì ở đây là các tháng là từ tháng 9 đến tháng 12, tương ứng là số học sinh đạt điểm tốt của mỗi tháng đó. Như ở đây thì tháng 9 là có 8 học sinh này, tháng 10 là 5 học sinh, tháng 11 là 9 học sinh và tháng 12 là 12 học sinh. Vậy thì ở đây là cách vẽ biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày như sau. Ta sẽ thực hiện vẽ các bước sau. Bước 1 là vẽ hai trục ngang và thẳng đứng vuông góc với nhau. Trục ngang là biểu ghi mốc thời gian. Ở đây đơn vị là tháng và trục thẳng đứng là biểu diễn số học sinh đạt điểm tốt của tháng đó với khoảng cách mỗi vạch là 2. Tiếp theo là bước 2 là tại mỗi tháng là gồm có tháng 9, tháng 10, tháng 11. Trên trục nằm ngang thì đánh dấu một mốc thời gian theo chiều thẳng đứng. Thì ở đây là theo chiều thẳng đứng bằng số liệu mốc thời gian đó tương ứng với khoảng thời gian chia chia lên trục trục thẳng đứng. Thì ở đây là dựa vào cái bảng số liệu ở đây thì số liệu ở đây là mỗi tháng là từ là 9, 10, 11, 12 đúng không? Vậy thì ở đây trên trục nằm ngang thì chúng ta sẽ chia các tháng chúng ta sẽ chia mỗi tháng đó và khoảng cách giữa mốc thời gian là ví dụ từ tháng 9 khoảng cách từ tháng 9 đến tháng 10 thì bằng khoảng cách từ tháng 10 đến tháng 11 và tương tự như thế, đúng chưa? Tương ứng với các khoảng số liệu ở đây thì ở đây là mỗi số liệu thì tại một mốc thời gian thì chúng ta sẽ biểu diễn tương ứng với một điểm và các đoạn thẳng chúng ta sẽ vẽ các đoạn thẳng nối các điểm mà chúng ta vừa biểu diễn xong thì các điểm nối được nối với nhau tại các mốc thời gian liên tiếp thì ta được đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi này. Tiếp theo là bước thứ ba là chúng ta sẽ hoàn thiện biểu đồ. Thì hoàn thiện biểu đồ thì đầu tiên là chúng ta sẽ ghi tên biểu đồ này. Tên biểu đồ ở đây chính là số học sinh lớp 7C đạt điểm tốt môn toán trong 4 tháng thì ở đây chính là tên của ở trên bảng thống kê luôn. Ghi chú các số liệu ở mỗi đầu đoạn thẳng thì ở đây là có các số liệu là của số liệu của các tháng và số liệu của số học sinh. Ghi tên hai trục này, trục nằm ngang thì là tháng và trục dọc chính là số học sinh. Đây chúng ta sẽ vẽ như sau. Đây ta sẽ có biểu đồ đoạn thẳng này. Thì ta thấy này là trục nằm ngang là tháng này từ tháng 9 đến tháng 12 và trục dọc là số học sinh. Thì số học sinh là tương ứng là chúng ta sẽ chia mỗi mỗi khoảng này là hai đơn vị này. Thì từ 0 đến 2 này, đến 4 tương tự như thế. Thì
Ở đây là như tháng 9 là 8 học sinh này, tương ứng tháng 10, 11 và 12 cũng tương tự như thế. Đây, chúng ta cũng quan sát biểu đồ. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá được là số học chúng ta sẽ đánh giá được là số điểm tốt môn toán. Chúng ta có thể nhìn vào đây, chúng ta có thể đánh giá được luôn là ví dụ như ở đây là tháng 9 đến tháng 10 thì sẽ là giảm đúng không nào, và từ tháng 10 đến tháng 12 thì sẽ là tăng dựa vào đường gấp khúc ở trên biểu đồ này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài 2 trang 107 có nội dung là quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi. Thì ở đây biểu đồ ở đây là thể hiện doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A thì được biểu diễn bằng hai trục này. Ở đây hai trục thì ở đây là trục nằm ngang chính là các tháng từ tháng 11 đến tháng 12, và trục thẳng đứng là chính là doanh thu của 12 tháng, đơn vị là triệu đồng. Thì ở đây là trên đây là có các điểm biểu diễn ở mỗi tháng này, và đây là chúng ta sẽ nối tất cả các điểm này với nhau tạo thành là biểu đồ đoạn thẳng. Thì đề bài yêu cầu là biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì, thì đây chính là tên của biểu đồ chính là doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A. Câu B là đơn vị thời gian chính là cái cột nằm ngang, cái trục nằm ngang là tháng. Tháng nào cửa hàng có doanh thu cao nhất và thấp nhất là nội dung của câu C và câu D. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh các số liệu ở trên biểu đồ thì từ đấy thì chúng ta sẽ kết luận nhé. Câu E và câu G thì là doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào, là câu E. Câu G là doanh thu cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian nào. Thì ở đây là để xét được sự tăng hay giảm của biểu đồ thì chúng ta sẽ dựa vào biểu đồ đoạn thẳng nhé. Rồi, bây giờ câu A này. Câu A là biểu đồ biểu diễn thông tin về doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A. Đây là tên biểu đồ ở đây luôn. Câu B thì đơn vị thời gian là tháng. Đây là biểu diễn bằng cột nằm ngang, bằng trục nằm ngang là từ tháng 1 đến tháng 12. Đây chính là đơn vị thời gian là tháng. Câu C thì ở đây chúng ta sẽ so sánh các số liệu ở trên biểu đồ này. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy này là số ở đây là 85 là cao nhất đây này, được chưa? Chúng ta sẽ so sánh những cái cột này. Ở đây chúng ta sẽ so sánh thì 85 là lớn nhất, 85 triệu đồng tương ứng là doanh thu của tháng 12. Vậy thì đến đây ta sẽ kết luận là tháng 12 cửa hàng có doanh thu cao nhất là 85 triệu đồng. Câu D thì chúng ta nhìn thấy này là ở đây là có 50 là thấp nhất trong tất cả các số liệu từ tháng 1 đến tháng 12. Vậy thì ở đây này là 50 triệu đồng là tương ứng với doanh thu của tháng 5. Đây, tháng 5 ở đây. Vậy thì ở đây câu D ta sẽ kết luận là tháng 5 cửa hàng có doanh thu thấp nhất là 50 triệu đồng. Câu E thì ở đây là cái biểu đồ nó hơi lớn nên là khi mà biểu diễn ở đây thì không có chỗ để kết luận ở cái phần này, nên là các em quan sát biểu đồ ở trong sách giáo khoa tôi sẽ phân tích nhá. Câu E thì ở đây là doanh thu chúng ta sẽ xét sự tăng ở trong những khoảng nào, là đây thì chúng ta nhìn thấy này là chúng ta là ở đây là tăng có khoảng từ tháng 1 đến tháng 4. Các em quan sát vào biểu đồ sách giáo khoa ấy, là tháng 1 đến tháng 4 sẽ tăng từ 52 triệu đồng đến 68 triệu đồng đúng không? Rồi tiếp theo là cái khoảng thứ hai là từ tháng 5 đến tháng 6. Tháng 5 đến tháng 6 tức là từ 50 triệu đồng đến 64 triệu đồng. Đây, các em quan sát được trong biểu đồ sách giáo khoa. Tiếp theo là từ tháng 7 đến tháng 8. Tháng 7 là 60 triệu đồng. Đến tháng 8 thì tăng lên 70 triệu đồng. Và khoảng cuối cùng là từ tháng 10 đến tháng 12 là tức là ở đây là tăng từ 52 triệu đồng đến 85 triệu đồng. Rồi. Được chưa? Thì ở đây là chúng ta sẽ có 1, 2, 3 và 4. Được chưa? Chúng ta sẽ có 4 khoảng thời gian mà doanh thu của cửa hàng A là tăng. Tiếp theo là câu G này. Câu G thì là doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian này. Thì ở đây là có các khoảng thời gian giảm là từ tháng 4 đến tháng 5 đúng không? Là giảm từ 68 triệu đồng, giảm xuống còn 50 triệu đồng. Tiếp tháng 6 đến tháng 7 thì ở đây là chúng ta nhìn thấy là giảm từ 64 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Chúng ta quan sát biểu đồ nhé. Và tiếp theo là khoảng cuối cùng là từ tháng 8 đến tháng 10 đúng không nào? Tháng 8 đến tháng 10 cụ thể là giảm từ 70 triệu đồng xuống còn 52 triệu đồng. Thì ở đây là doanh thu của cửa hàng giảm trong 1, 2, 3 khoảng đúng không nào? 3 khoảng thời gian này thì doanh thu của cửa hàng A là giảm.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bài tập cuối cùng của ngày hôm nay là bài 3 trang 107 có nội dung là hãy phân tích biểu đồ đoàn tháng sau. Đây là biểu đồ nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây là biểu đồ này được biểu diễn bằng hai trục nằm ngang, ở đây là trục nằm ngang ở đây là biểu diễn bằng các tháng từ tháng 1 đến tháng 12. Còn trục thẳng đứng ở đây chính là nhiệt độ trung bình của các tháng. Thì ở đây đơn vị của nhiệt độ là độ C. Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích như sau. Thì chúng ta sẽ phân tích dựa trên những phần mà chúng ta đã học rồi. Thì chúng ta sẽ phân tích dựa trên là biểu đồ biểu diễn về vấn đề gì. Vậy thì ở đây này, dựa vào biểu đồ thì ở đây chính là biểu diễn về thông tin về nhiệt độ trung bình của các tháng năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, tiếp là đơn vị thời gian. Thì ở đây là chúng ta có nhìn thấy là đơn vị thời gian là tháng đúng không nào? Và chúng ta bổ sung thêm một cái nữa là đơn vị số liệu ở đây chính là độ C. Ở đây chúng ta chỉ cần kết là đơn vị thời gian luôn thôi cũng được. Nhưng ở đây chúng ta sẽ bổ sung ở đây sẽ đầy đủ hơn đúng không nào? Thì tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn xét xem từ là thời điểm nào là số liệu là cao nhất, thời điểm nào thì số liệu thấp nhất. Hay cụ thể ở đây là chúng ta nhìn thấy ở trên biểu đồ thì tháng có nhiệt độ cao nhất ở đây chính là tháng 4, tương ứng là 30,5 độ C. Chúng ta nhìn trên biểu đồ nhé. Và tháng 12 thì sẽ tương ứng là có nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ xét những khoảng là tăng hay giảm này. Xét những khoảng tăng hay giảm thì ở đây là khoảng tăng. Ở các khoảng tăng thì là từ chúng ta quan sát là từ tháng 1 đến tháng 4 thì nhiệt độ sẽ tăng từ 26,6 độ đến 30,5 độ. Thì ở đây là khoảng này là tăng đúng không nào? Còn nhiệt độ mà giảm trong khoảng thời gian là từ tháng 4 đến tháng 12. Khoảng thời gian còn lại thì nhiệt độ sẽ giảm từ 30,5 độ C xuống còn 26 độ C. Rồi đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay rồi nhé.